Xin chào tất cả bác, hôm nay Toản Phong Thủy xin được mở hộp ấm trà Bát Tràng được bọc đồng 100%. Và cái men này là men cao cấp, men không có chỉ. Rồi, hôm nay em xin được khui hộp cho tất cả các bác chiêm ngưỡng cái bộ ấm trà rất là nhiều món mới, gồm 10 bộ tách chén. Đó, 10 bộ tách chén. Thì hôm nay em xin khui hộp và em mở ra cho các bác cùng chiêm ngưỡng cái bộ ấm trà này của nhà em nhá. Đấy. Thì cái bộ ấm trà này của em là gồm có 10 bộ tách chén, một gạt tàn, một bình trà và một chiên và kê chiên. Đó, rất là đẹp. Rất là đẹp nha các bác nhá. Các bác cùng chiêm ngưỡng cho em cái bộ ấm chén này, là hàng vừa về. Vừa về lúc sáng nay và chiều nay em quay luôn cho các bác. Vừa về được có mấy chục bộ các bạn. Đặt lâu quá. Đó, cái hàng này của em là hàng vẽ tay nha các bác nhá, hàng vẽ tay và bọc đồng cũng là bọc bằng tay luôn. Đó, cho nên là một người thợ mà để làm ra được một cái hoàn chỉnh cái bộ này mất 2 tuần. Mất 2 tuần đấy các bác ạ. Hàng thủ công nên là nó cực kỳ là sắc nét, cực kỳ là đẹp và nó không có ở trên thị trường. Em xin nhấn mạnh là không có ở trên thị trường và cái bộ này của nhà em là hàng này là hàng men không có chì các bạn. Men không có chì. Đó, rất là đẹp. Rất là sang trọng và lịch sự. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng với em một cái bộ ấm trà. Đó, một cái bộ ấm trà gồm có 10 bộ tách chén, một cái chiên trà. Đó. Hàng này của em là hàng vẽ tay các bạn, hàng vẽ tay 100%. Hàng vẽ tay 100% và được bọc đồng, men thì là men không chì với cái tích là tích Trúc Lâm Thất Hiền. Đó. Trúc Lâm Thất Hiền các bạn. Men của nhà em là men không có chì các bác nhá, hàng đẹp, hàng vẽ tay. Và cái bộ này, đó, nguyên một bộ này em bán với giá là 1.950.000, 1.950.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác, là như các bác đang nhìn trong hình đây, và được đặt trong một cái hộp đẹp đẽ. Em bán với giá là 1.950.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc, rất là đẹp. Và cái giá thành thì em nghĩ là rất rẻ, bởi vì các bác không thể mua được ở đâu, trừ khi lên thẳng Bát Tràng để đặt. Đó. Thì hàng của nhà em đây là em đặt cái người thợ thủ công, người ta vẽ. Các bác có thể nhìn từng cái chi tiết ở trên một cái chén nhỏ như này thôi. Đó. Được vẽ tay 100% các bạn. Men này là men không có chì. Đó, men không chì. Các bác là uống lâu dài ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng sức khỏe và cái trà nó sẽ ngon hơn. Nhân tiện nói về men không chì thì em xin chia sẻ cho các bác một cái cách để chúng ta mua ấm chén. Những cái bộ ấm chén nào mà cái men của nó càng sáng bóng, càng nhiều màu sắc, càng rực rỡ thì cái men đấy thì rất là độc hại, rất là nhiều chì. Các bác uống về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Còn như các bác nhìn cho em, cái bộ này của anh em, cái men này nó không quá sáng, nó là cái men giả cổ, không quá sáng. Đó, men là men cao cấp, không có chì. Em xin cam đoan với các bác vậy. Thì các bác là uống trà ấy, mà trà thì nóng, chúng ta uống nó thục ra thì những cái chì thì nó sẽ rất là độc hại. Thì cái men này là hoàn toàn các bác yên tâm. Yên tâm. Rồi cái bộ này của nhà em là gồm có 10 bộ tách chén, một cái ấm chiên này và kê này, một cái bình đựng trà rất là đẹp, cái bình đựng trà bầu bĩnh cũng được vẽ với cái tích là Trúc Lâm Thất Hiền. Đó, rất là đẹp. Đó, được bọc đồng, cực kỳ là sang trọng và lịch sự, rất là đẹp. Bình các bác nhá, to hơn vốc tay các bác nhá. Đấy, gớm nhiều quá. Đấy, rất là đẹp. Đây, đây. Đó, cái này thì chúng ta có thể là để được lửa cân chè. Đó, để trong cái bình sứ này thì chè của chúng ta sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ thì em sẽ đo cho các bác về kích thước thông số của cái bộ bình trà này. Là đây, bây giờ em sẽ lấy thước em đo cho các bác nhá. Trước tiên là cái chiên này đi, cái chiên này. Đó, bỏ cái đĩa này ra đây để đo cho các bác. Cái chiều dài từ quai ấm cho đến miệng ấm nó rơi vào khoảng 18 cm. Từ 18. Quai ấm cho đến miệng ấm, nhìn rõ không? 18 cm. Rồi, chiều cao. Xin mời anh camera đọc cho mọi người cùng xem. Chiều cao, chiều cao là 11,5 coi nhá. 11,5 cm, chiều cao là 11,5 cm. Và cái dung tích này là dung tích là của nó là 370 ml. 370 ml. Đó, rất là vừa vặn. Rất là vừa vặn, là Tết Tư là chúng ta có thể là uống. Đấy, cái miệng của nó này rơi vào tầm độ gần 7 cm. Gần 7 cm. Chưa đến 7 đâu, gần 7. Đấy, các bác nhìn cho em là bọc đồng rất là tinh xảo. Đây cũng được bọc đồng này, miệng cũng được bọc đồng. Đó, cái men của nó bên trong rất là sáng. Đó, rất là sáng, rất là đẹp. Men này của nhà em là men không chì các bạn. Các bác uống thì hoàn toàn là yên tâm. Hoàn toàn là yên tâm. Men đó, không chỉ là các bác cứ nhìn hàng nhà em là luôn luôn có hơi một màu ngà xanh một chút. Đấy. Đấy. Nó không quá trắng. Nó không quá trắng, nó không quá sắc nét. Đấy, cái loại mà nó sắc nét thì là nó rất là nhiều chì, nó là kim loại nặng. Rồi. Cái đĩa là 10,5 phân. Đĩa kê chiên. Bọc đồng rất là tỉ mỉ và kỹ này các bác ạ. Từng cái chi tiết rất là chi tiết. Đây các bác để ý cho em này. Cái nét vẽ đây là nét vẽ thủ công các bạn, em vừa lấy về lúc sáng này xong. Một cái em chứng kiến là một cái người thợ người ta vẽ được cả một cái bộ này. Nó mất đến gần tuần. Mất gần tuần các bạn. Nghe thì khó tin nhưng mà thực sự là mất gần tuần đấy. Rồi với cái chén. Cái chén, miệng chén này thì là 6 cm. 6 cm. Okay. 6 cm. Chiều cao của chiều cái cao. Chén. Chiều cao nó vào là 3,3 cm. 3,3 cm. Đó. Và các bác để ý cho em là cái dáng chén này là cái dáng chén bầu bĩnh này. Đó, rất là đẹp. Cái dáng chén này, em đặc biệt em phải làm cái dáng chén này. Rất là đẹp các bạn. Đó, là cái tích cảnh của nó. Trúc Lâm Thất Hiền là 7 cái vị tiên ông đang ngồi uống trà đánh cờ. Đó. Rất là đẹp. Rất là đẹp đấy. Bây giờ làm gì còn nhà nào làm được nữa. Không còn ai làm đâu. Em phải đặt cái thợ mà người ta thợ này là nổi tiếng đấy. Già đời ở cái làng nghề Bát Tràng đấy. Rồi đo tiếp sang cái kê chén đi. Cái đĩa kê chén này là 8,5 phân các bạn. 8,5 phân. Nhìn rõ không? Rất là chi tiết. Đấy. Đây là vẽ tay chứ còn gì nữa. Bây giờ chúng nó chỉ in thôi. Nó in thì cái mực in thì cực kỳ là độc. Và cái đây là gọi là cái gạt tàn. Có hai ngăn. Đó. Chiều cao của cái gạt tàn này là chiều cao 8,2 cm nha các bạn nhé. 8 phân. Hơn 8 phân một chút. Đấy. Đó, cái đường kính của cái miệng gạt tàn là hơn 9 phân. Gần 9,5 phân. Hơn 9 phân các bác nhé. 9,2 gì đấy. Đấy. Cái bình trà này, các bác luôn đây chắc phải được nửa cân. Bình trà là nó cao là đúng là đến đỉnh của nó là 15 đây các bác nhìn 15 phân. Rồi, các bác cùng chiêm ngưỡng lại cho em một lần nữa cái bộ bình trà này của nhà em. Đó, là gồm có 10 bộ tách chén, đó, 1 bộ chiên, 1 gạt tàn, 1 bình đựng trà. Em bán với giá rất là hữu nghị là chỉ có mấy chục bộ thôi. Là 1.950.000. 1.950.000. Em là Toản Phong Thủy. Các bác nào mua hàng thì có thể là gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại trên màn hình là 036 567 7879. Em xin đọc lại là 036 567 7879. Các bác nào sử dụng Zalo thì có thể là kết bạn Zalo với em theo cái số điện thoại như trên. Theo số điện thoại là 0886 228822. Đó. Thì bác nào mà hay xem TV hay xem YouTube thì có thể là tìm ở trên TV. Nhờ con nhờ cháu nó tìm cho là Toản Phong Thủy. Em có giao lưu rất nhiều những cái món đồ phong thủy, đồ độc, đồ đẹp, từ đồ đồng cho đến đồ sứ. Các bác có thể nhìn ở đây là nhà em là chuyên đồ đồng. Chuyên đồ đồng hàng mỹ nghệ cao cấp chứ không phải là hàng vớ vẩn. Đó, hàng đẹp, hàng tuyển. Là em có đặt mấy chục bộ. Cái Bát Tràng này em đặt từ tháng 9 mà sáng nay mới có. Thì là em về em bọc đồng. Em bọc đồng một cái bộ này em bọc mất 4 ngày. Người thợ của nhà em là rất là tỉ mỉ, rất là kỳ công. Thì các bác nào sở hữu được cái bộ này thì rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Thứ nhất là về thiết kế, độc lạ không có ở đâu. Thứ hai là về chất liệu men. Men đây là men không chì, các bác uống ấy là nó không có độc hại đến sức khỏe. Cái thứ ba nữa là một cái bộ này rất là dày dặn, rất là nhiều, 10 cái chén. Đó, hàng ngày thì chúng ta chỉ bỏ ra 5-6 cái thôi. Còn cất đi, ngày Tết, ngày Tư, lễ Tết ấy, thì nhà có công việc thì bỏ ra. Uống thì rất là sang trọng, rất là đẹp. Đó, thì em bán cái bộ này em nhắc lại là 1.950.000. Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác. Và em xin lưu ý một điều nữa là các bác nào thực sự thích thì gọi điện cho em để đặt hàng. đó, chứ không được gọi cho là đặt xong rồi đến nơi rồi là vợ không cho mua hay là như nào đấy, các cái lý do đấy, bởi vì là rất là dở hơi. Bộ này em đóng gói rất là cẩn thận, là em gửi đi mọi miền Tổ quốc cho tất cả các bác đó, cho nên là các bác phải thực sự thích thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại là 0365677819. Em miễn phí vận chuyển toàn quốc, các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán là có đúng với những gì em cam kết hay không. Thứ nhất là về số lượng, là ở đây là em có 10 bộ tách chén, một cái chiên ấm kê, một cái chiên, một cái kê chiên, một cái gạt tàn 2 ngăn, một cái bình đựng trà. Như các bác biết đây, cái dáng bình đựng trà này nó giống như cái lọng, rất là đẹp, rất là đẹp đó, và được bọc đồng hết, tất cả đều được bọc đồng hết. Cái thứ nữa là về kích thước, này em vừa đo cho tất cả bác rồi, là về cốc, về chén, về chiên, về đĩa là em vừa đo là nó đúng như thế luôn, đúng như thế, bởi vì chỉ có mấy chục bộ thôi. Cái thứ nữa là về chất liệu men, đây các bác nhìn, men giả cổ đó. Cái mực xanh này, nó không giống như các cái mực xanh mà các bác mua ngoài chợ, các cái loại bác mua ngoài chợ nó xanh, nét, xanh nét nét, nó in. Còn đây hàng của nhà em là hàng vẽ tay, men là men không có chì, nó không quá là sáng bóng, các bác uống thì cực kỳ là yên tâm, an toàn, sức khỏe. Thì cái bộ này em bán là 1.950.000. Các bác nào đặt hàng thì gọi ngay cho em, Toản Phong Thủy, theo số điện thoại là 0365677819 để được đặt hàng. Em không có nhiều số lượng, chỉ có mấy chục bộ, cho nên là các bác nào nhanh tay gọi điện cho em thì em sẽ gửi sớm đi đó. Vào đến miền Nam thì rơi vào khoảng dưới 1 tuần, miền Bắc thì khoảng 3 đến 4 ngày các bác nhá. Rồi, em xin được cảm ơn tất cả các bác. Các bác nào dùng Zalo thì liên hệ với em qua Zalo cũng được, kết bạn Zalo với em theo số điện thoại là 0886 228822 nhá, để gặp em cùng giao lưu và cùng nói chuyện. Các cái món đồ chơi này em có rất là nhiều, rồi, xin được cảm ơn tất cả các bác.